Mỗi ngày 24 giờ có nhiều chất khí ô nhiễm thải ra, không gian chật hẹp cần được làm rộng hơn, nhiều loại rác thải bị quăng ném ra đường. Chính vì điều đó mà nhiều vấn đề xảy ra, đất đai trở nên khô cằn, vì thế nước khó có thể ngấm sâu vào lòng đất. Lượng nước cung cấp ít nên cây trồng hai bên đường không được tươi xanh và có thể gây đổ ngã cây.